Chào các bạn, muốn học đàn bầu, chúng ta không thể bỏ qua những bước căn bản đầu tiên để tiếp cận với nhạc cụ này. Trước hết, tôi sẽ giới thiệu với các bạn những tư thế ngồi, rồi cách gảy những nốt đầu tiên, sau đó là những kỹ thuật diễn tấu cơ bản trên đàn bầu. Tư thế trình diễn của đàn bầu khá linh hoạt để phù hợp với từng thể loại âm nhạc, chúng ta có thể có những tư thế sau. Tư thế đứng. Tư thế ngồi trên ghế tư thế ngồi trên sàn. Sau khi ổn định tư thế diễn tấu, chúng ta sẽ tiến hành lên dây. Ngón tay gẩy vào dây buông để kiểm tra cao độ. Sau đó vặn khóa đàn lên hoặc xuống để tìm nốt đô. Nốt đô này bằng với nốt đô thứ 3 của đàn piano và chúng ta có thể sử dụng máy kiểm tra cao độ để hỗ trợ chỉnh âm. Để phù hợp với các thể loại âm nhạc à, cũng như yêu cầu của tác giả tác phẩm. Hay để dễ dàng diễn tấu hơn thì đàn bầu cũng có thể lên dây ở một số âm khác nhau. Ví dụ như lên dây theo cách lên của âm nhạc truyền thống thì ta có thể lên dây rê. Hoặc ta có thể lên dây la. hoặc có thể lên dây si dáng. Các bạn chú ý trong khi lên dây thì tránh đặt tay trái lên cần đàn. Vì khi đặt tay trái lên cần đàn vô tình sẽ chạm vào cần làm phô dây buông. Nên tốt nhất là chúng ta bỏ tay ra trong lúc lên dây. Sau khi ngồi đúng tư thế thì chúng ta bắt đầu làm động tác tay trái. Tay trái đặt lên cần đàn sao cho cánh tay vuông góc với cổ tay. Khi cầm cần đàn, ngón tay cái đặt lên trên ngón trỏ, ngón giữa và ngón trỏ thì ôm vào cần, nắm tự nhiên vào cần đàn ở vị trí giữa cần đàn. Đây là vị trí thuận lợi nhất để ta làm động tác nhấn cần và thực hiện các kỹ thuật khác của tay trái, còn ngón áp út và ngón út có thể thả lỏng một cách tự nhiên. Một việc quan trọng trước khi tìm vị trí các nốt không nhấn trên đàn bầu đó là cách sử dụng que đàn để gảy trên dây tạo nên âm thanh. Chúng ta sẽ cầm que đàn bằng 3 ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, có thể để thêm cái ngón áp út vào cũng được. Chúng ta cầm bằng các đầu ngón tay và que đàn hướng 45 độ ra phía ngoài lòng bàn tay như thế này. Khi chuẩn bị gảy thì các bạn để tay thả lỏng tự nhiên, cổ tay thẳng góc với cánh tay bàn tay nghiêng một góc 45 độ so với dây đàn và khi gảy thì các bạn dùng lực của các ngón tay để bật quay đàn vào dây. Cái đầu nhỏ của quay đàn sẽ móc vào dây đàn khoảng 1 đến 2 mm. Khi bắt đầu gẩy thì các bạn sẽ chạm cái cạnh dưới của bàn tay xuống dây đàn. Đồng thời cùng một lúc móc quay đàn và nhấc lên. khi nhấc tay lên các bạn không nhấc đầu quay đàn và điểm chặn cùng một lúc mà chúng ta sẽ xoay tay sang bên phải một xíu để cho tiếng đàn được chắc hơn